Chip lấy cái anh siêu không? Chip ơi. Chip. Xin chào. Đấy, cái anh siêu. Cái anh giỏi nhỉ. Wow. Cái tập siêu không? Chứ có giỏi đấy không? Siêu nhờ. Chịp nhờ. Chip tập được thế không? Con nào muốn về cho con tập như thế nhá. Ok. Bỏ mặc áo nha, bỏ nhá. Ok, con nào muốn mua áo đấy cho con. Mua áo tập võ nhá. Đúng rồi, em chờ ngờ nhá. Ừ. Anh chị tập siêu nhỉ? Giỏi không? Thôi hết rồi. Cái anh chị hết rồi. Ừ, trống á, trống. Trống đang thích á. Tiếp tục kìa. Mua gì? Mua kính á. Kính để làm gì? Để đeo vào kính. Để đeo vào à? Để đi bơi à?